Đồ gỗ Sơn Đông xin kính chào quý khách. Công ty của chúng tôi không ngừng cho ra mắt những mẫu sản phẩm mới với đa dạng kiểu dáng, mẫu mã cũng như chất liệu của sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu, sở thích và thỏa mãn niềm đam mê đồ gỗ của toàn thể khách hàng. Và trên màn ảnh của quý vị đây chính là bộ bàn ghế Ngọc Anh vừa được công ty chúng tôi hoàn thiện trực tiếp tại xưởng sản xuất và trưng bày tại showroom quận 7, địa chỉ ở số 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Bộ bàn ghế cực kỳ độc đáo với phong cách thiết kế có 102 trên thị trường. Với nguồn chất liệu được sử dụng ở đây là gỗ rán hương Nu Chun 3D có xuất xứ từ Lào, một loại gỗ cực kỳ quý hiếm mà không phải bất kỳ ai cũng có thể tìm kiếm và sở hữu được nó. Tổng sản phẩm này đang được công ty chúng tôi bán với mức giá là 379 triệu đồng. Và ngay bây giờ không để quý khách phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta cùng đi vào kích thước cũng như xem tại sao bộ bàn ghế này lại có giá trị cao và mức độ quý hiếm của nó đến như vậy. Tổng bộ sản phẩm gồm 10 món, một bàn, một đoạn dài, 4 ghế đơn, 2 đung kẹp và 2 đung cao trang trí. Cực kỳ hoành tráng cho phòng khách. Nhìn sơ qua quý vị cũng cảm nhận được độ trầm ấm mà bộ bàn ghế này mang lại. Với màu sắc đặc trưng của gỗ sán hương, có vân gỗ hơi nâu hồng, độc đáo và mới lạ. Đây là một loại gỗ quý hiện nay, rất ít gia chủ có thể sở hữu được nguồn nguyên liệu này. Nổi tiếng với thớ gỗ mịn, màu sắc đẹp và vân gỗ rất đều, hầu như phân bố khắp cả trên bề mặt của sản phẩm chúng tôi. Và một điểm đặc trưng nổi trội ở bộ sản phẩm mà tôi cho là quý hiếm và rất ít gia chủ sở hữu này, đó chính là nằm ở các đường vân gỗ Nu Chun 3D. Cực kỳ sống động trên các chi tiết. Và bây giờ thì tôi sẽ đi vào kích thước từng chi tiết và quay cận cảnh các đường nét Nu Chun 3D cho quý khách cùng nhìn ngắm. Đầu tiên là kích thước của chiếc bàn. Nhìn rất là lớn. Với chiều dài của mặt bàn là 1m8. Và chiều rộng là 1m28. Có chiều cao là khoảng 60cm. Dáng bàn này rất lớn. Với các đường nét chạm không cầu kỳ. Và điểm đặc biệt ở lối thiết kế bàn này là phần dưới đế chúng tôi có thiết kế những thanh gỗ. Đây nối tiếp với chiếc bàn trung tâm ở phía trên. Rất độc đáo, làm tăng thêm độ chắc chắn cho sản phẩm. Những phần này đều có mộng chốt, rất là chắc chắn trong quá trình sử dụng. Và form bàn này mỗi bên là được thiết kế 3 học kéo. Thoải mái cho chúng ta sắp xếp các vật dụng. Và đó là một hộp kéo. Và tổng cộng là chiếc bàn trung tâm có đến 6 cái hộp kéo nhỏ. Và đây là mặt bàn. Những đường Nu Chun 3D hiện lên rất rõ. Bấy nhiêu thôi chúng ta cũng cảm nhận được độ giá trị mà bộ sản phẩm ngày hôm nay mang lại. Không chỉ cho không gian sống của gia đình mà còn cho chủ sở hữu của nó.
Để có được những đường vân như thế này thì cây gỗ phải rất là già dặn, cực kỳ lâu năm mới hình thành được những đường vân gỗ cực kỳ đẹp như thế này. Và chi tiết tiếp theo của bộ sản phẩm đó chính là chiếc đoạn dài. Và kích thước chiều dài phủ bì của chiếc đoạn là 2m14. Và chiều sâu lọt lòng ghế chúng ta sử dụng được là 58cm. Mặt ngồi rất rộng rãi. Chiếc đoạn này khoảng từ 4 người trưởng thành trở lên ngồi vẫn thoải mái. Mẫu thiết kế chị Ngọc Anh đơn giản, đem đến sự sang trọng và dễ dàng kê đặt ở nhiều không gian khác nhau. Với những đường nét tạo hình độc đáo ở phần tựa lưng. Đi đôi với đó là những đường vân gỗ của gỗ giáng hương đã làm nổi bật hết sản phẩm. Và phần tay ghế cũng được chạm các hình tương tự như là phần tựa lưng của ghế. Và chi tiết của chiếc đoạn dài này cũng có thiết kế một cái khung ở dưới đế. Toàn bộ sản phẩm này đều được chúng tôi bắt mộng đinh chốt rất kỹ càng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Và tiếp đến là 4 chiếc ghế đơn của chúng tôi. Đây thì tôi sẽ quay 2 chiếc ghế đơn bên tay trái để cho quý khách dễ nhìn hơn. Chiều sâu lọt lòng ghế là 58cm. Và chiều ngang tính ở hai phần tay là 86,5cm. Khoảng không gian ở chiếc ghế đơn này rất rộng, phải nói là rất thoải mái cho một người ngồi. Và sau đây thì chúng tôi sẽ ngồi mẫu cho quý khách hình dung dễ dàng hơn. Rất là thoải mái, không bị vướng víu. Và đây là chi tiết ngồi mẫu trên chiếc đoạn dài. Nhìn cảm giác rất là thoải mái, đúng không quý vị? Và chi tiết tiếp theo đó chính là hai chiếc đôn kẹp của chúng tôi. Với chiều rộng của mặt đôn là 47,5. Và chiều dài khoảng 58cm. Có chiều cao là 68. Ngay cả chiếc đôn kẹp cũng rất là hoành tráng. Và thiết kế kèm một ngăn học tủ
và trên bề mặt là một tấm kính dày hạn chế chảy xước. Thì nói về vân gỗ, toàn bộ sản phẩm này đều được tuyển vân với các đường vân Nutrun 3D độc đáo, quý hiếm. Và đây là chiếc đôn kẹp thứ hai. Ngoài ra thì bộ bàn ghế này còn có thêm hai chiếc đôn cao trang trí. Thì do diện tích nên chúng tôi sẽ quay thử một chiếc đôn cho quý khách. Chiều ngang của mặt đôn là 48 cm. Và mặt này là mặt vuông với kích thước 48. Với chiều cao 73 cm. Và chiếc đôn trang trí này thì sẽ không có thiết kế hộc kéo. Form dáng thì gần giống như là chiếc đôn kẹp của chúng tôi, nhưng chiều cao thì cao hơn. Quý vị có thể đặt bình hoa hoặc các vật phẩm trang trí phong thủy cho nhà ở. Và sau đây thì tôi sẽ kéo thước trực tiếp để cho quý vị hình dung được khi mà kê như thế này thì nó sẽ chiếm bao nhiêu diện tích. Chiều ngang như thế này thì nó sẽ mất khoảng là 3m56. Và chiều sâu thì nó sẽ mất tầm khoảng 3m3. Là kê một cách thoải mái. Và nhắc lại giá bán cho tổng bộ sản phẩm này là 379 triệu đồng. Và vừa rồi là các đường nét chi tiết tổng quan về bộ sản phẩm bộ bàn ghế Ngọc Anh với chất liệu gỗ dáng hương Nutrun 3D Lào. Và quý khách quan tâm đến sản phẩm ngày hôm nay hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0931 965 603 hoặc trực tiếp xem sản phẩm này tại cửa hàng Đồ gỗ Sơn Đông quận 7, số 92 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngoài ra, quý khách có thể đến các showroom gần của chúng tôi như Đồ gỗ Sơn Đông quận Tân Phú, Đồ gỗ Sơn Đông Bình Tân và Sơn Đông quận 9, Sơn Đông Cần Thơ 1, Sơn Đông Cần Thơ 2, Sơn Đông chi nhánh Tiền Giang và 3 xưởng sản xuất của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video clip ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.